Xin chào tất cả các bạn đang xem video của mình. Ở video lần này thì mình đang cầm trên tay là một cái hai cái vân hàng nhiệt. Và ở video lần này thì mình muốn chia sẻ ba cái nội dung tới tất cả các anh em mình ha. Thì cái nội dung đầu tiên mình muốn chia sẻ đó là có nên bỏ cái vân hàng nhiệt này hay không ha. Cái nội dung thứ hai mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em mình là nếu giả sử mà chúng ta bỏ cái vân hàng nhiệt này thì chúng ta phải xử lý như thế nào trên xe cho chúng ta. Nếu mà chúng ta không xử lý được thì xe chúng ta vẫn bị sôi nước như thường ha. Đó là cái nội dung thứ hai. Cái nội dung thứ ba đó là mình sẽ giải thích cho tất cả các anh em mình là trên cái vân hàng nhiệt nó sẽ có những cái lỗ như thế này ha. Có cái lỗ này. Đấy. Còn vân bên này nó sẽ có một cái hai cái lỗ này ha. Đấy. Hai cái lỗ, hai cái núm á. Thì mình sẽ chỉ cho các anh em mình lắp cái vân hàng nhiệt nó như thế nào là ok ha. Đấy. Thì các anh em xem video thấy hay thì hãy bấm like, subscribe, ủng hộ kênh giúp mình ha. Và các anh em mình nào mà chưa đăng ký kênh á thì hãy bấm nút đăng ký. Và mình có bán một số phụ tùng vật tư của cái các dòng xe. Thì các anh em cần thì hãy liên hệ với bên mình ha. 038 98 98 100. Thì mình chuyên cái dòng Hino này, DU này và cả phụ tùng semi remote và cả phụ tùng phanh khí nén. Thì các anh em cần thì hãy liên hệ với bên mình ha. Rồi, đến với cái câu chuyện là có nên bỏ cái vân hàng nhiệt này hay không. Thì mình sẽ nói cho tất cả các anh em mình biết. Thì cái vân hàng nhiệt này về cấu tạo thì mình cũng đã làm về một cái video. Mình đã nói về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cái vân này rồi. Thì anh em mình đón xem cái vân này nhé. Và bây giờ mình sẽ trở về cái câu chuyện là chúng ta có nên bỏ cái vân hàng nhiệt này hay không. Thì theo ý kiến cá nhân của mình không nên bỏ cái vân hàng nhiệt này. Nếu mà cho mình đánh giá thì mình chỉ có một lý do để chúng ta bỏ cái vân hàng nhiệt này thôi. Còn lại những lý do còn lại thì chúng ta không nên bỏ cái vân hàng nhiệt này. Lý do đầu tiên mà chúng ta cần phải bỏ cái vân hàng nhiệt này, tại vì xe chúng ta sử dụng lâu ngày rồi thì cái việc mà trao đổi nhiệt giữa động cơ và môi trường nó sẽ giảm xuống, thì chúng ta phải bỏ cái vân hàng nhiệt này thôi. Và cái giải pháp bỏ cái vân hàng nhiệt này là cái giải pháp đỡ tốn tiền nhất cho tất cả các anh em sử dụng xe. Đó là cái phương án xử lý nhanh nhất và đỡ tốn tiền nhất. Đấy, thì chúng ta nên bỏ cái vân này. Còn những cái nguyên nhân mà nó không nên bỏ thì đối với những cái động cơ cũ á, thì chúng ta bỏ cái vân hàng nhiệt này nó sẽ dẫn đến hao dầu. Và kể cả những cái động cơ mới này sau này cũng vậy, nếu mà chúng ta bỏ cái vân hàng nhiệt này đi thì xe chúng ta rất là hao tổn nhiên liệu là cái thứ nhất. Cái thứ hai nó có sẽ báo lỗi những cái vấn đề là trên tắp lô chúng ta. Đối với những cái xe mà chúng ta có hệ thống xử lý khí thải thì nó sẽ căn cứ vào cái nhiệt độ của buồng đốt, căn cứ vào nhiệt độ của thang máy của động cơ chúng ta mà nó phun cái lượng ure vào cho phù hợp để nó xử lý khí thải. Thì bây giờ mình bỏ cái vân hàng nhiệt này đi thì cái nhiệt độ đó nó không còn chính xác nữa, dẫn đến là tình trạng là xe chúng ta sẽ bị báo lỗi khi mà chúng ta bỏ cái vân hàng nhiệt này. Thì đối với những cái xe đời cũ á, thì chúng ta bỏ đi thì ok, thì chúng ta phải chấp nhận cái bài toán là chúng ta xe chúng ta sẽ hao nhiên liệu tầm 10 đến 15% ha. Xe chúng ta mà có trang bị hệ thống xử lý khí thải rồi hoặc là những xe hiện đại sau này thì mình khuyên tất cả các anh em mình là không nên bỏ cái vân hàng nhiệt này. Tại vì chúng ta bỏ cái vân hàng nhiệt này thì nó sẽ có rất là nhiều cái vấn đề nó phát sinh lỗi của động cơ chúng ta ha. Đấy. Về một cái nguyên nhân nữa mà chúng ta không nên bỏ cái vân hàng nhiệt này, tại vì khi các anh em mình biết rồi, bỏ cái vân hàng nhiệt này thì nước chúng ta là nó giữa thang máy và các nước là nó chênh lệch không nhiều ha. Đấy. Thì cái động cơ chúng ta phải cần một cái thời gian nó hâm nóng cái động cơ chúng ta đến một cái ngưỡng nhiệt độ nhất định ha. Thì trong cái khoảng thời gian đó thì nó vừa tiêu tốn nhiên liệu ha. Và cái hệ số nhớt của động cơ chúng ta đấy, nhớt bù trơn á, cái hệ số này nó sẽ giảm xuống để cho nó có thể là nó làm nhớt nó loãng. Thì bây giờ chúng ta bỏ cái vân hàng nhiệt này đi thì cái nhớt chúng ta nó sẽ đạt lại ha, nó đạt. Và xe chúng ta sẽ làm việc trong cái khoảng thời gian đó, cái khoảng thời gian mà để nó hâm nóng cái nhiệt độ nước đó nó lên cao ấy, thì nó xe chúng ta sẽ bị ì máy ha.
nó sẽ ì máy và nó sẽ bù trơn, nó không được tốt cho lắm ha. Đó, đó là cái nguyên nhân thứ hai mà mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh em mình. Và mình muốn nói thêm với tất cả các anh em mình có sự khác nhau giữa cái hai cái vân hàng nhiệt này ha, hai cái kiểu vân hàng nhiệt này. Thì cái vân hàng nhiệt này thì nó sẽ có cái cánh này ha. Đấy, khi nó giãn nở thì cái cánh này sẽ còn ngày còn đi ra xa ha, còn ngày còn dài ra để nó bích cái lỗ nước hồi về bơm. Đấy, còn cái vân này không có. Đấy, cho nên vì sao chúng ta bỏ cái vân hàng nhiệt này thì chúng ta cần phải xử lý trên cái động cơ chúng ta. Đó là cái nội dung thứ hai mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh em. Các anh em đón cái nội dung thứ hai ha. Rồi, ok, đây là cái nội dung thứ hai mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn. Đó là cái việc chúng ta, nếu mà chúng ta bỏ vân hàng nhiệt thì chúng ta phải xử lý như thế nào. Thì đây là cái vân hàng nhiệt, vị trí vân hàng nhiệt nó sẽ nằm trong này nè các anh em. Đấy, nó sẽ nằm trong này. Đấy, thì đây là cái đường ống nước ra này. Đây, đường ống nước ra từ động cơ ra và vào két. Ngay đây nó có còn cảm biến nhiệt độ nước nha. Đấy, thì cái vân hàng nhiệt nó nằm trong này. Đấy, đối với cái loại vân hàng nhiệt này thì chúng ta, nếu mà chúng ta bỏ đi, đây cái loại vân hàng nhiệt mà nó có cái bên dưới này ha, có cái nắp bên phía dưới này, thì chúng ta cần phải bỏ đi những cái chi tiết nào để cho đảm bảo rằng là cái xe chúng ta nó có nhiệt độ nước ổn định hơn ha. Mà chúng ta không xử lý vấn đề đó thì nó vẫn bị sâu nước. Để mình chia sẻ cho tất cả các anh em. Các anh em thấy là đây là cái ống nước ra từ động cơ đi ra ha. Đấy. Còn đây bên này là cái vân hàng nhiệt ha. Dưới này là ống nước ra này này. Đấy. Đó. Còn phía dưới này cái ống nước này này, có lỗ mình đang chỉ này. Đó. Thì ống nước nó chính là đây. Là ống nước này ha. Cái ống nước này nó sẽ đi vào cái bơm nước tiếp tục và nó sẽ đi tuần hoàn. Vậy nếu trường hợp chúng ta bỏ cái vân hàng nhiệt này thì chúng ta cần phải, các anh em mình cần phải bít cái đường nước này lại ha. Chúng ta hãy tìm cái cách nào đó, chúng ta đóng gỗ hay là chúng ta làm bằng phương pháp nào đó mà chúng ta phải bít được cái lỗ nước này lại ha, không cho nước từ động cơ chúng ta đi vào cái đường lỗ này và đi ra cái đường này nữa ha. Chúng ta ngắt cái chế độ đó lại thì xe chúng ta nó mới không bị sâu nước. Trường hợp chúng ta để như thế này thì nước nóng từ động cơ chúng ta, nước nóng từ bên trong này nó đi ra và tiếp tục nó sẽ đi vào hai cái lỗ này ha, và nó đi vào lỗ này tiếp tục nó vào bơm. Tại sao nó không vào cát? Tại vì cát chúng ta đây, cát nước chúng ta đây ha. Đấy, cát nước. Tại sao nó không vào cát? Tại vì cái bơm chúng ta nó đang quay thì nó sẽ hút nhanh hơn là nó đi qua cát. Tại vì cát nước chúng ta là nó có cấu tạo là từ những cái ống thép nhỏ có tiết diện nhỏ ha, nó đi qua bên đó để nó tỏa nhiệt, cho nên là nước nóng chúng ta nó sẽ không đi qua cát được, nó sẽ ưu tiên nó sẽ đi qua hai cái lỗ này. Đấy, cho nên khi các anh em mình bỏ cái vân hàng nhiệt này thì chúng ta bắt buộc chúng ta phải bít hai cái lỗ nước này lại, bít cái lỗ nước này lại thì chúng ta mới xử lý được vấn đề ha. Đấy, đó là cái vấn đề thứ hai mình chia sẻ cho tất cả các anh em. Còn cái vấn đề thứ ba mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em, đó là khi mà xe chúng ta gắn vân hàng nhiệt thì chúng ta gắn cái vị trí này như thế nào. Đấy, thì nhân tiện đây mình muốn chia sẻ với tất cả các anh em mình cái cách lắp cái vân hàng nhiệt này như thế nào là đúng ha. Đối với cái động cơ mà vân hàng nhiệt chúng ta đang để như thế này thì chúng ta để cái lỗ của cái vân hàng nhiệt này này chiều nào cũng được, chúng ta để như thế này cũng được và chúng ta để như thế này cũng được. Tại vì công dụng của nó là để xả gió ha, thì chúng ta để như thế nào cũng được hết. Đối với nó nằm như cái kiểu như thế này. Còn đối với mà động cơ chúng ta đặt cái vân hàng nhiệt theo kiểu nó nằm theo chiều này ha, đặt trên máy mà nó nằm theo chiều này. Đấy. Thì các anh em hãy lưu ý rằng là cái lỗ này này, cái lỗ để nó xả gió này này thì nó phải quay lên trên này ha. Tại vì công dụng của cái lỗ này là để xả gió thì chúng ta phải đặt nó trên điểm cao nhất để cho gió chúng ta ở trên cái buồng trên này nó thông qua buồng này ha. Nếu mà chúng ta đặt phía dưới đi thì khi mà gió chúng ta nó đi qua cái đoạn đó rồi thì trên này nó vẫn có gió à, thì cho nên là nó vẫn còn một lưu lượng gió bên trong cái động cơ chúng ta. Đó là cái mình muốn chia sẻ cho tất cả các anh em mình cái cách mà chúng ta lắp cái vân hàng nhiệt nó như thế nào cho nó đúng ha, để cho chúng ta xả gió nó dễ dàng ha. Rồi, hy vọng rằng là cái video này sẽ hữu ích cho tất cả các anh em thợ và tất cả các bạn là sinh viên và tất cả các anh em là chủ xe còn đang phân vân về vấn đề là có nên bỏ cái vân hàng nhiệt này hay không ha. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những video lần sau, thì mình sẽ thực hiện những cái video hữu ích hơn. Các anh em nào chưa đăng ký kênh mình á thì hãy bấm nút đăng ký, và anh em nào cần vật tư
phụ tùng thì hãy liên hệ với bên mình ha, 0389898100 thì mình sẽ báo giá cho tất cả các anh em. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại những video lần sau.